Ánh Sao Vàng xin chào quý khán giả thông thái. Chúng ta vẫn thường hay trêu đùa với nhau rằng dân ta phải biết xử ta, thế mà không biết thì tra Google. Google là một trong những cái tên không còn quá xa lạ với nhiều người hiện nay. Ông Hoàng công cụ tìm kiếm được sử dụng để tra cứu nhiều thông tin như trang web, hình ảnh, bản đồ hoặc thậm chí là tất cả mọi câu trả lời trên thế giới. Và mới đây, báo chí quốc tế dần dần đưa tin, chàng trai Việt được ví là nguồn oxy tăng trưởng cho Google, đó là một người Việt trẻ tuổi làm việc tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đạt được nhiều thành công nhưng vẫn ấp ủ ngày trở về, đóng góp cho quê hương. Tại sao chàng trai Việt lại được ví như nguồn oxy của Google? Bạn có tò mò chàng trai ấy là ai không? Nếu có thì hãy cùng Ánh Sao Vàng tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Chàng trai Việt thành danh ở Google, Nguyễn Thành Nhân, 29 tuổi, tốt nghiệp Đại học Simon Fraser, Canada, từng giành rất nhiều giải thưởng về toán học, tin học, khoa học, công nghệ từ khi còn là học sinh trong nước và cả khi du học. Anh Nhân từng là học sinh lớp chuyên toán tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2000, anh Nhân giành được giải thưởng cao nhất tại Hội nghị Quốc gia về học sinh giỏi tin học lớp 12. Là một sinh viên quốc tế, tại Đại học Simon Fraser, anh Nhân được chọn tham gia đội tuyển tin học của trường, dự kỳ với các trường đại học ở Bắc Mỹ và trên thế giới. Đạt nhiều thành tích, anh Nhân được đặc cách làm trợ lý khoa học cho chương trình nghiên cứu quan sát vệ tinh trái đất của chính phủ Canada. Nhiệm vụ của nhóm 6 thành viên, trong đó Nguyễn Thành Nhân là chàng trai Việt Nam duy nhất và trẻ nhất này, là xây dựng thời gian biểu hoạt động tối ưu cho 3 vệ tinh có giá trị lên đến hàng tỷ đô. Năm 2008, anh Nhân làm thực tập sinh của Google tại thung lũng Silicon, Mỹ. Vào thời điểm đó, cứ 4 người phỏng vấn thì có 2 người viết thư thuyết phục Nhân ở lại Google vì kỹ năng của anh Nhân giúp ích cho nhiều người trên thế giới. Google cũng hứa sẽ tăng lương và cổ phiếu cho anh, nhưng anh đã chọn Chilab, một công ty ứng dụng Internet công nghệ cao có trụ sở tại Hoa Kỳ. Năm 2010, Chilab, từ một công ty mới thành lập đã vươn lên gây chú ý và được Facebook mua lại. Sau khi thành công với Chilab, năm 2010, Nhân quyết định trở lại đồ quân cho Google. Ngay trở lại Google, anh Nhân tham gia nhóm làm về chất lượng quảng cáo. Một bạn trong nhóm chia sẻ với anh rằng nhờ dữ liệu anh Nhân làm từ ngày thực tập mà tăng được chất lượng quảng cáo. Khi đó anh Nhân vui lắm. Ở đây cần nhiều kiến thức về toán và tin học. Đó cũng chính là những công việc anh Nhân đam mê. Sau khi làm việc ở đây một thời gian, anh Nhân đã được nhận 2 bằng khen về thành tích khủng khi làm tăng doanh thu cho Google. Ngoài ra, giám đốc tài chính còn viết thư ca ngợi vì mức tiến bộ đột phá của nhóm anh Nhân là nguồn gốc sự phát triển của Google. Ban đầu anh Nhân làm ở lĩnh vực chất lượng quảng cáo, nhưng sau anh Nhân đã chuyển sang nhóm AdWork, trực tiếp với các công ty trả tiền quảng cáo trên Google. Với một môi trường làm việc cực chất, nơi dành riêng cho những thiên tài kỹ thuật công nghệ cao thì chắc chắn cả lương và thưởng đều khá tốt. Bao nhiêu bạn muốn đặt chân đến nơi đây làm việc thì hãy cho ắt thấy cánh tay của các bạn ở bên dưới phần bình luận nhé. Các bạn biết không, Google là nơi làm việc dành cho những người có năng lực thực sự, phải chủ động, thỏa sức sáng tạo, không ai nhắc nhở cả, phải cố gắng tìm tòi và làm việc để tăng doanh thu cho công ty. Mặc dù được làm việc ở nơi chất lượng nhất thế giới, nhưng anh Nhân lại có mong muốn trở về quê hương, cống hiến cho nước nhà. Niềm khao khát cống hiến cho quê hương. Theo Nguyễn Thành Nhân, có khoảng hơn 10 du học sinh Việt Nam làm việc tại Google. Hầu hết họ đều là những người có tài năng và năng lực thực sự. Có nhiều bạn đã đạt 2 huy chương vàng quốc tế môn tin học. Với thành tích cao chatbot, các bạn đã được cả Google và Facebook mời làm việc. Thật là vinh dự và tự hào đúng không các bạn? Hình ảnh con nhà người ta bắt đầu xuất hiện trong đầu của các bậc phụ huynh rồi đấy. Anh Nhân thật tâm chia sẻ, ở đây bọn mình lập nhóm Việt Googlers thường gặp nhau đi xả stress sau giờ làm việc và chia sẻ kinh nghiệm để công việc tốt hơn. Hầu như hàng tuần, người Việt Nam mua nhà và tổ chức lễ hội ở thung lũng Silicon rất nhiều. Tại đây, Tết cũng có bánh chưng, tổ chức họp mặt và mừng tuổi cho trẻ con. Anh chị đồng hương đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi vợ tôi sinh nở. Các chị còn mang gạo nếp và cháo gà vào viện, động viên, chia sẻ nồng nhiệt, khiến những người con xa xứ như tôi lại bồi hồi nhớ quê hương. Xa gia đình, quê hương suốt nhiều năm, anh Nhân chia sẻ rất nhớ Việt Nam. Đã có nhiều lúc anh bàn với vợ về Hà Nội sống với gia đình và chia sẻ những gì đã học được ở Canada và Google cho các bạn trẻ trong nước. Bố mẹ đã già và về hưu, anh rất muốn ông bà được ở gần con, cháu. Anh Nhân đã ấp ủ kế hoạch trong tương lai khi về Việt Nam. Anh Nhân muốn mở một câu lạc bộ về tin học. Anh sẽ mang những cuốn sách hay và những bài báo tốt từ bên này về để trao đổi với các bạn trẻ đam mê tin học trong nước. Anh cho biết, tôi tin rằng với sự kết hợp của Internet và sự cần cù trí tuệ của người Việt, các công ty công nghệ cao được thành lập tại Việt Nam sẽ không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn cả thị trường toàn cầu. Quan trọng nhất là thị trường Hoa Kỳ có dân số đông, nền kinh tế phát triển, nhân tài quy tụ về đây vì có cơ hội kiếm tiền. Ở Việt Nam, số lượng người dùng Internet
cả máy tính và điện thoại ngày càng tăng nhanh. Đây cũng là một cơ hội mở ra cho những người hiểu biết về thị trường Việt Nam. Tiếp lửa cho giới trẻ. Kỹ sư Nguyễn Thành Nhân, người được coi là nguồn dưỡng khí cho sự lớn mạnh của Google, đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm với nhóm các bạn trẻ trong nhóm cộng đồng phát triển Google tại Hà Nội. Cuộc gặp cũng thu hút nhiều sinh viên đam mê công nghệ thông tin tham gia. Không ấn định một chủ đề trao đổi, anh Nhân cởi mở tiếp nhận và giải đáp hàng loạt câu hỏi của các bạn trẻ, trong đó vấn đề nóng nhất đó là hành trình để đến được với Google, kinh nghiệm để khởi nghiệp thành công. Anh cho biết, việc tuyển dụng tại Google chỉ có 3 bước đơn giản gồm nộp hồ sơ, phỏng vấn trực tuyến và phỏng vấn trước hội đồng. Tuy nhiên, tiếp cận được với sự kiện tuyển dụng của Google vẫn là điều khó khăn với nhiều bạn trẻ Việt Nam. Cách tiếp cận đơn giản hơn là nên đăng ký thực tập ở Google trước. Google chủ yếu đánh giá năng lực của ứng viên để tuyển dụng, ít phụ thuộc vào trình độ bằng cấp. Đánh giá năng lực rất nhanh dựa vào một phần trên một đoạn code do ứng viên viết. Nói chung là những bạn nào định có ý đồ mánh khóe để được vào Google thì đừng dại dột mà múa rìu qua mắt thợ. Không có sự khác biệt lớn giữa đào tạo Đại học Công nghệ Thông tin ở Việt Nam và các nước phát triển, nhưng lợi thế là sinh viên Hoa Kỳ, họ có thể tham gia thực tập do các tập đoàn công nghệ lớn tổ chức. Những người thực sự đam mê công nghệ thông tin phải có khả năng tự học, đào bới kiến thức. Về vấn đề khởi nghiệp cho các bạn trẻ Việt, anh Nhân cho rằng ai cũng có ý tưởng, nhưng tìm được ý tưởng tốt để khởi nghiệp không phải dễ. Bản thân anh Nhân cũng đã đầu tư cho một số bạn trẻ khởi nghiệp tại Việt Nam, nhưng số thành công rất ít. Mục đích của cuộc gặp này là anh Nhân muốn tiếp lửa thêm cho các bạn trẻ. Nếu bạn thực sự yêu thích, đam mê công nghệ thì hãy mạnh dạn làm. Bên cạnh đó, anh Nhân cũng muốn tiếp cận với các dự án của các bạn. Nếu ý tưởng tốt thì sẵn sàng đầu tư. Bạn nào có đam mê thì nhanh tay nhanh chân, tìm anh Nhân, bái sư học đạo ngay đi nhé. Nhiều bạn trẻ thường tự hỏi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu để đạt được mục tiêu? Trên thực tế, mọi thứ đều bắt đầu từ hành động nhỏ nhất và tiếp tục phát triển chuỗi hành động đó để đạt được mục tiêu lớn. Không có đường tắt dẫn đến thành công. Điều quan trọng là cần có thời gian để thực hiện và lên một kế hoạch cụ thể. Không có cách nào bạn có thể làm tất cả cùng một lúc. Điều đó sẽ không hiệu quả mà còn đưa bạn đến những kết quả không mong muốn. Vì vậy, bạn cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, chia kế hoạch lớn thành những hành động nhỏ hơn và vạch ra một lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu. Và đừng nản lòng, vì những điều nhỏ nhặt này là con đường dẫn đến thành công. Lão Tử có nói, cuộc hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Nếu không có bước chân đầu tiên thì làm sao đến được đích? Đừng xem thường những hành động nhỏ vì nó đưa bạn đến tương lai tốt đẹp hơn. Muốn đạt được điều gì thì đều cần bắt đầu từ những hành động đơn giản và luôn có một cái nhìn tích cực về con đường mình đi, điều mình đã chọn. Vừa rồi, Ánh Sao Vàng đã chia sẻ câu chuyện chàng trai Việt là nguồn oxy tăng trưởng cho Google và là ngọn đuốc tiếp lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam. Bạn có cảm nhận như thế nào về chàng trai tài giỏi này? Hãy chia sẻ ý kiến xuống bên dưới phần bình luận nhé! Video của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả muốn nghe những câu chuyện về người Việt xa xứ, tặng ắt một like nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!